ông quay về làm gì? Hả? Chị là bồ cũ của ông Phúc đúng không? Xin lỗi anh, tiếng đàn ông nó không phải là của em. Điều đó không quan trọng. Anh đúng là chân ái của cuộc đời tao mà. Ổng lừa mày đó. Là sao? Bà Nhã là bồ cũ của ổng, kể tao nghe hết trơn rồi. Tại vì ảnh có vấn đề. Ban đầu ổng nói ổng thích mày tại vì mày biết đàn piano. Sau đó thì lại dở cái giọng là biết cũng được, không biết cũng không sao. Thì tình yêu là vậy đó. Mày đã yêu bao giờ đâu mà mày biết? Tao biết là mày giúp tao nhiều rồi. Nhưng mà từ nay á, đừng có xen vô chuyện của tao với anh Phúc nữa. Sắp tới á, trường có tổ chức cuộc thi văn nghệ, lớp nào tham gia sẽ được cộng điểm hạnh kiểm. Anh tính là mấy đứa đăng ký hát bài này, em hát chung với anh nha. Em không biết đàn thôi chứ em hát cũng hay lắm á.